chào mọi người tới với kênh YouTube tập yoga của blog Yogi Travel VN. Và bài tập yoga thứ tư nằm trong chuỗi bài tập yoga dành cho người mới. Nào, cùng trải thảm ra và bắt đầu tập thôi. Nhắm mắt và ngồi thẳng lưng, lỏng tay, lỏng vai ra. Giữ nhịp thở sâu và hơi thở đều. Mình tập hít thở một vài nhịp trước khi mình vào bài tập. Cảm nhận đỉnh đầu mềm ra, trán và khuôn mặt thả lỏng ra, hai vai lỏng xuống, mềm hai bàn tay lên đầu gối, lồng ngực hơi đẩy ra phía sau một chút xíu. Cảm nhận hơi thở sâu và dài. Thở êm và đều ra. Thì từ dùng bàn tay trái đặt lên bụng, mình tập lại bài hít thở bằng bụng, cảm nhận vào bụng, hít vào sâu, phình bụng lên, rồi thở ra hóp bụng và để sạch sẽ khí ra ngoài. Hít vào, bụng phình lên. Thở ra hóp bụng đẩy khí ra. Lặp lại hít vào, bụng phình lên. Thở ra. Đúng rồi, hít, bụng phình lên. Thở ra. Cố gắng giữ vai, những người cố định chỉ có phật phồng bụng thôi. Hít thở, đúng rồi, hít bụng phình lên, thở ra, hít vào thật chậm và thở ra thật chậm. Cố gắng giữ cho nhịp thở thời gian chậm và thật đều. Cơ bụng phập phồng trong mỗi nhịp hít và mỗi nhịp thở ra. Dùng ý thức để kiểm soát bụng. Hít, phình bụng. Thở ra hóp và đẩy khí ra ngoài. Lặp lại như vậy, vai lên nữa, đúng rồi, hít. Thở ra. Hít. Thở ra. Cố gắng giữ nhịp thở ở bụng như vậy, hít đều và thở thật sâu, thật chậm, đẩy hết khí ra ngoài trong mỗi nhịp thở ra.
Nhịp thở cuối cùng hít vào, phình bụng lên, ôm đầy khí vào bụng và thở ra hóp bụng. Đẩy sạch sẽ khí ra và đặt tay phải lên đầu gối trở lại. Quay lại nhịp thở đều. Hít mũi và thở ra bằng mũi. Vẫn đặt lên đầu gối, vai mở rộng ra và từ từ mở mắt ra, nghiêng người qua bên phải, lướn lướn qua, dẹn qua bên phải, giữ đây một chút xíu và thả lỏng đầu ra luôn. Cảm nhận lườn bên trái hơi căng, phần cổ bên trái hơi dẹn ra, nhẹ nhàng xoay về phía trước, về phía đầu gối bên phải, lướn căng về trước. Rồi đưa ra giữa, xoay qua đầu gối bên trái, xoay nhẹ nhàng qua đầu gối trái, thả lỏng cổ bên trái ra, nghiêng hết cổ về bên trái. Rồi đưa ra sau, từ từ đưa về sau, đưa hết bụng về sau, hai tay nằm lên đầu gối, kéo bụng vào phía trong, kéo lồng ngực vào trong, tay nắm thẳng lên luôn. Và lặp lại, đưa về bên phải. Về phía trước. Xoay thật chậm qua bên trái. Rồi đưa ra sau. Hai tay nằm lên đầu gối, đẩy hết lưng ra sau. Rồi xoay về bên ngược lại. Rướn về trước. Rồi xoay qua bên kia. Nhẹ nhàng đưa về giữa. Rồi đưa hết ra phía sau. Một vòng nữa. Rướn về bên trái. Rướn về trước. Nhiều về trước nữa. Rồi nghiêng qua bên kia. Và nhẹ nhàng đưa hết ra sau. Hai tay nằm lên đầu gối, lồng ngực đẩy về phía sau, mở vai ra thẳng hai tay, kéo cằm xuống lồng ngực luôn. Giữ đây một nhịp nữa. Hít. Rồi thở dài đẩy lồng ngực về phía trước. Và ngồi thẳng lưng lên. Thở dài ra. Và nhẹ nhàng mở mắt ra, chống hai tay và đứng lên đầu thảm. Đứng hẳn lên đầu thảm luôn. Mũi chân khép lại và gót chân hơi mở ra. Hai tay mở bên cạnh người trong tư thế tại núi. Mắt nhìn thẳng vào một điểm trước mặt. Giữ người thăng bằng, hít bằng mũi và thở dài ra bằng mũi. Hít vào, vươn hai tay lên trời, rướn dài người lên. Hai tay vươn rướn cao người, dẹn lưng lên. Thở ra, mở ngang tay, lưng rướn về phía trước. Rạp xuống, rạp và chống hai tay xuống đất luôn. Khuỵu đầu gối, thả lỏng đầu xuống sàn. Hít vào, hai tay đặt lên đầu gối, thẳng gối và ngẩng mặt. Nhìn về phía trước, thở ra, rạp sâu xuống sàn và rút chân phải ra sau, chống mũi chân phải xuống sàn, nhìn về phía trước, hạ đầu gối sau xuống, úp bàn chân sau dưới sàn, vươn hai tay lên trời, hít vào, hai tay vươn lên trời, rướn lên, đổ mồi, vươn cao hai tay, rướn người, thở ra, rạp hai tay xuống sàn. Nhón mũi chân sau, nhón mũi chân sau, nâng đầu gối sau và bước chân trước ra sau. Tư thế chữ V ngược rạp ra sau. Nhìn ra sau luôn. Thở dài ra, giữ ở đây. Lắc lư hông, lắc lư vai, rạp dài người ra sau. Đẩy hết vai ra sau, nhìn ra sau, giữ tay lại, giữ tay lại. Thở ra,
vươn người về trước, hạ hai đầu gối xuống sàn. Hạ bụng, ngực cằm xuống sàn, nằm sấp người xuống sàn, ép chặt thân sau, tư thế rắn hổ mang hết vào, mở lồng ngực và ngẩng mặt nhìn lên. Nhón mũi chân đẩy ra sau, chịu ve ngược trở lại, đẩy thẳng người ra sau, dẹ lưng ra, nhìn vào điểm giữa hai ngón chân cái, đẩy ra và cố gắng dẹ lưng ra sau nhiều hơn nữa. Thở ra, hạ đầu gối chân trái dưới sàn và bước chân phải lên giữa hai tay, bước cao lên giữa hai tay luôn, mon men đi về trước. Nhón các đầu ngón tay, ngẩng mặt nhìn về trước và hít vươn hai tay lên trời. Nâng hai tay rướn người cao lên, đúng rồi, hít sâu. Thở ra chống hai tay xuống sàn. Nhón mũi chân sau, bước ra sau, tư thế chữ V ngược, đẩy dài người, dẹn lưng ra sau. Thở ra, giữ ở đây một nhịp, hít vào sâu. Thở dài, dẹn ra sau, vươn về phía trước, hạ đầu gối, bụng ngực cầm xuống dưới sàn. Úp chặt thân sau, hít vào tư thế rắn hổ mang, mở lồng ngực luôn lưng lên. Nhón mũi chân và đẩy ra sau, tư thế chữ V ngược, đẩy dài người ra. Thở ra, hít bằng mũi sâu, rồi thở dài, giãn ra sau. Hít chậm và thở chậm ra nhẹ nhàng. Khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về phía trước và đi lên đầu thảm, bước lên đầu thảm. Ráp dài người xuống, thở ra, hít vào, ngẩng mặt, nhìn lên. Thở ra, ráp xuống sàn, khuỵu gối, hít vào, mở ngang tay, vươn lên luôn, ruộn dài người lên. Và chắp hai tay xuống trước lồng ngực, thở dài ra, hít chậm. Rồi thở chậm ra, mình lặp lại một vòng nữa, hít bằng mũi. Thở ra, đi lên đầu thảm và mở rộng tay trong tư thế trải đuôi. Nhìn thẳng vào một điểm trước mặt. Hít vào, vươn hai tay, rướn dài, người kéo dài lưng lên. Thở ra, mở ngang tay, rạp dài về phía trước, rạp sâu xuống hai tay bên chân, khuỵu đầu gối để tay chống được xuống sàn. Hít vào, thẳng gối, rướn lưng nhìn về trước. Thở ra, rạp xuống, bước chân trái ra sau, mũi chân trái chống xuống, rướn thẳng nhìn về trước. Hạ đầu gối sau, úp bàn chân sau, nhìn về trước, hít vào, vươn hai tay, rướn người lên. Thở ra, rạp hai tay xuống sàn, nhón chân và đưa ra sau, tư thế chữ V ngược, đẩy dài người, bám tay dưới sàn, đẩy thẳng lưng ra sau. Thở dài ra, hít vào, đưa toàn bộ người về trước, hạ đầu gối, hạ bụng, ngực cầm xuống dưới sàn. Hít vào, nâng lên tư thế rắn hổ mang, nhìn về trước, ép chặt thân sau dưới sàn, khuỵu cùi chỏ để vai mở ra. Đúng rồi, nhón chân và đẩy ra sau, tư thế chữ V ngược, đẩy dài ra sau, dẹn lưng, thở ra. Hít bằng mũi sâu, rồi thở dài ra, nhẹ nhàng nhìn về phía trước, hạ đầu gối phải xuống sàn và bước chân trái lên giữa hai tay. Úp mũi mu bàn chân sau, nhón các đầu ngón tay nhìn về trước, đẩy đầu gối về trước và vươn hai tay lên trời. Rướn cao người lên, đúng rồi, rướn hai tay dẹn người. Thở ra, rạp hai tay xuống sàn, nhón chân bước ra sau, tư thế chữ V ngược, đẩy thẳng người lên trời, bàn tay bám dưới sàn. Hít, vươn về phía trước, hạ đầu gối, bụng, ngực, cằm, uốn lồng ngực, nhìn lên, hơi khuỵu cùi chỏ để lồng ngực mở, nhón chân đẩy ra sau. Tư thế chữ V ngược, đẩy dài người, thẳng lưng dẹn hết ra sau. Và thở dài ra, khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về đầu thảm và khuỵu nhẹ thôi, đừng rớt xuống sàn, và bước lên đầu thảm, bước dài lên đầu thảm, ráp xuống, thở ra, hít vào, thẳng lưng, thẳng gối, rướn về trước, thở ra, ráp xuống, khuỵu gối mềm đầu ra, hít vào, mở ngang tay và nâng người,
rườn lưng lên, thở ra hai tay chắp xuống trước lồng ngực, nhắm mắt hít vào sâu và thở ra. Một nhịp nữa hít sâu, thở dài ra, rồi nhẹ nhàng mở mắt ra, đứng trong tư thế trai núi, hai chân khép, hai tay mở ra, nhìn một điểm trước mặt. Hít vào, hai tay vươn lên trời, rướn và hai người dẹp lưng lên. Thở ra, vươn về trước, rạp hai tay xuống sàn, rạp sâu xuống, chống hai tay xuống sàn đùi. Hít vào, ngẩng mặt, rướn lưng nhìn lên. Thở ra, rạp xuống và bước chân phải ra sau, bước nhiều về phía sau, hạ đầu gối chân phải dưới sàn, úp bàn chân phải xuống, đưa hai tay đặt lên đầu gối phía trước, đẩy đầu gối về phía trước để giữ được thăng bằng. Đúng rồi, hông mở ra, từ từ mở ngang hai tay ra, hai tay mở ngang và giữ thăng bằng ở đây. Hít rồi thở ra, cố gắng hít thở đều, hít sâu rồi thở ra. Đúng rồi, hít vào, hai tay vươn lên, rướn người lên. Thở ra, hai tay chắp hạ xuống trước lồng ngực. Thở dài ra. Bây giờ xoắn người qua hướng đầu gối, cùi chỏ tay phải chống lên đầu gối trái, chống lên mép đầu gối trái và bẩy người nhìn lên trời luôn. Xoắn người nhìn lên, giữ ở đây. Hít và thở đều ra, cố gắng giữ hai cùi chỏ song song với nhau. Đây, đúng rồi. Bẩy cao, cùi chỏ tay thẳng hàng nhau, bẩy vuông góc từ cùi chỏ lên tay. Hít đều, xoắn người qua, cảm giác lồng ngực xoắn nhiều quá, vai xoắn nhiều quá, giữ ở đây. Hít chậm rồi thở ra, một nhịp nữa hít và thở ra. Xoay mặt nhìn về phía trước, hai tay chắp trước lồng ngực, giữ người thẳng. Hít vào, mở ngang tay và vươn lên trời, rướn dài người, xòe các ngón tay rướn lên. Thở ra, rạp hai tay xuống sàn, bước ra sau trong tư thế chữ V ngược, nâng đầu gối và đẩy dài ra sau, rạp hết ra sau, bàn tay dưới sàn. Thở ra, hít vào, vươn về trước, hạ đầu gối, bụng, ngực, cằm, uốn lồng ngực, ngẩng mặt nhìn lên, tư thế rắn hổ mang. Không cần thẳng tay, khuỷu đầu gối để mở lồng ngực ra thôi. Nhón chân, rồi đẩy ra. Tư thế down dog, tư thế chữ V ngược, đẩy dài, thở dài ra sau. Khuỷu nhẹ hai đầu gối, nhìn về đầu thảm và bước hai chân lên đầu thảm luôn. Rạp dài người xuống, thở ra, hít vào, ngẩng mặt, rướn lưng nhìn lên. Thở ra, rạp xuống sàn mềm, đầu gối ra. Hít vào, mở ngang tay, vươn lên trời, thẳng lưng, rướn lên và thở ra. Hai tay chắp xuống trước lồng ngực, nhắm mắt thở đều lại, hít bằng mũi rồi thở dài ra. Một nhịp nữa, hít mũi sâu và thở sâu. Mở mắt, mở tay ra trong tư thế trái núi, bắt đầu chuỗi thứ hai. Vươn hai tay lên trời, rướn dài người, giãn lưng, hít vào. Thở ra, rạp về trước, hai tay rạp xuống bên chân, rạp dài người xuống luôn. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên, lưng song song mặt đất, hai tay đặt lên đầu gối, rướn lưng về trước, thẳng gối ra luôn. Thở ra, rạp sâu xuống sàn, hai tay bên chân, rút chân trái ra sau, chống chân trái dưới sàn, nhìn thẳng về phía trước, hạ đầu gối sau xuống, nhìn về trước, giữ thăng bằng. Hít vào, mở ngang hai tay ra, hai tay mở ngang, nhìn về trước, đẩy hông về trước để giữ cho được thăng bằng, lùi đầu gối phía sau ra sau chút xíu, đầu gối phía sau lùi ra sau. Rồi, nhìn về trước, tay mở rộng, vai mở rộng ra. Hít sâu, thở ra. Hít vào, hai tay vươn lên trời, rướn dài người, kéo hết từ lườn kéo, tay nâng cao lồng ngực lên, bám chặt chân trước, hít thở đều, đừng nín thở, hít, rồi thở dài ra.
Một nhịp nữa hít, rươn cao. Và chắp hai tay, hạ xuống trước lồng ngực, hạ hai tay xuống trước lồng ngực. Xoắn hết người về bên phải, quỳ chỏ chống vào đầu gối bên phải và bẩy lên. Quỳ chỏ chống và bẩy hết lưng lên. Hai đầu gối, hai quỳ chỏ mở rộng ra, hai tay chống chặt vào nhau, xoắn hết người qua. Giữ ở đây, cố gắng giữ cho được thăng bằng, bẩy chặt quỳ chỏ và nhìn lên trời, xoắn người qua. Giữ, hít và thở dài ra. Một nhịp nữa, hít thật sâu. Thở thật sâu ra. Nhịp cuối cùng, hít vào sâu. Rồi thở ra, xoay mặt, nhìn về phía đầu thảm, hai tay chắp trước ngực, hít vào, vươn hai tay, vươn lên, thở ra, rạp hai tay xuống sàn, rút ra sau, tư thế chữ V ngược, đẩy dài người, đẩy giãn ra sau, thở ra, vươn về phía trước, hạ đầu gối, bụng, ngực, cằm xuống dưới sàn. Hít vào, hai tay chống bên cạnh lồng ngực, mở lồng ngực, vươn lưng lên, nhón chân và đẩy ra sau, tư thế chữ V ngược, lắc nhẹ hông, lắc nhẹ vai, rạp dài người ra sau, thở dài ra, khuỵu hai đầu gối xuống sàn luôn, rớt hai đầu gối xuống sàn, lùi ra sau và thả lỏng trán xuống trong tư thế em bé, quỳ chỏ mềm ra, hai tay mềm đưa xuôi ra sau theo thân, lòng bàn tay ngửa ra. Thả lỏng đầu xuống, thả lỏng trán xuống. Hít và thở sâu bằng mũi. Nhẹ nhàng chống hai tay lên đầu gối và từ từ ngồi thẳng lưng lên. Ngồi lên giữa thảm trở lại. Hôm nay mình sẽ tập động tác mới và có sử dụng dây tập yoga, dây strap tập yoga. Rồi ngồi lên giữa thảm và đưa hai chân về phía trước. Hai chân mở rộng ra bằng hông, chân mở rộng bằng hông thôi, bằng hông. Từ đây nhọng xuống, mũi chân chỉ lên trời, hai tay đặt lên đùi và giữ lưng thẳng lên. Hít và thở dài ra, rồi từ từ sử dụng dây tập, nắm lấy hai bên đầu của dây rồi quàng qua chân, cố gắng đặt dây ở trên phần tròn, phần thịt ở phía trên này của chân và tránh ngón út ra. Đúng rồi, giữ chặt dây và rướn người về phía trước, đẩy ngực về phía trước, nắm chặt dây và đẩy ngực nhiều về phía trước, khuỵu quỳ chỏ nhiều nữa để lưng được kéo dài ra. Nhắm mắt lại và giữ ở đây. Hít vào sâu. Mỗi nhịp thở ra mình rướn người, rướn lưng về phía trước thêm chút xíu nữa, khuỵu nhiều quỳ chỏ và kéo dây sát vào, đổ mỏi, mon men tay về phía trước, nắm được nhiều dây hơn. Nhưng mục đích là cố gắng giữ cho lưng thẳng ra, rướn lưng càng nhiều về phía trước càng tốt. Hít vào, rướn lưng, đúng rồi. Và giữ ở đây, đẩy cằm, đẩy ngực về trước, thở dài. Cố gắng hít thở, đừng nín thở. Hít và thở dài ra. Mỗi nhịp hít sâu và thở ra, rướn về trước thêm chút xíu nữa. Đúng rồi, cố gắng giữ cho cuộc sống thẳng và rướn nhiều về trước nữa. Một trong mỗi nhịp thở ra, hít sâu, thở ra, rướn về phía trước, đẩy lồng ngực rướn ra. Giữ nhịp cuối cùng, hít vào sâu, rồi rướn về phía trước, thở dài ra. Và từ từ gỡ dây ra và nằm dài người xuống sàn luôn. Nằm ngửa ra, nằm ngửa hết ra thảm, lọng tay, lọng vai, lọng lồng ngực ra. Hít vào sâu và thở sâu ra.
Từ từ, đá chân phải cao lên trời, thẳng chân phải lên trời. Mình lặp lại động tác đó cho từng chân. Hai tay nắm lấy dây tập và kéo, có thể khuỵu nhẹ đầu gối một chút xíu, rồi kéo chân về sát khuôn mặt. Đúng rồi, hai tay kéo chặt chân về gần khuôn mặt hơn, thở dài ra, thở ra, ép chặt chân vào hông, cố gắng giữ đầu thẳng, cầm thẳng với lồng ngực, hít và thở đều ra. Chân nằm dưới sàn tốt, mũi chân chỉ thẳng lên trời, đạp chặt, ép chặt bàn chân dưới sàn, gót chân dưới sàn và mũi chân chỉ vuông góc lên trời, hít rồi thở dài ra. Cảm giác được là thắt lưng mình ép chặt xuống dưới sàn và phần vai mình ép chặt dưới sàn khi mà mình kéo chân. Một nhịp thở nữa, hít vào sâu rồi thở ra, từ từ gỡ dây ra và thẳng chân ra, trở lại lắc 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 người nhẹ nhàng, lắc lắc hai chân nhẹ nhàng và đổi bệnh, đá chân kia lên trời, dùng dây đặt vào dưới phần tròn, phần thịt tròn của chân, khuỵu đầu gối và kéo sát vào người. Kéo lên, kéo lên, kéo lên. Đây, kéo như vậy từ vị trí này, kéo sát vào người, giữ. Cố gắng ép chặt chân dưới đất, xuống dưới sàn và chỉ mũi chân lên. Hít. Rồi thở dài ra. Giữ nhịp thở sâu, hơi thở dài ra, ép chặt thắt lưng và ép chặt lồng ngực xuống dưới sàn. Một nhịp cuối cùng, hít. Rồi thở ra, từ từ gỡ dây ra và thẳng chân xuống sàn trở lại. Và lỏng dây qua hai bên, mềm người và nằm dài ra, lắc lư người, nhẹ nhàng lắc lư vai, mềm nhẹ nhàng ôm sát hai đầu gối vào lồng ngực, kéo hai đầu gối ôm và ép chặt vào lồng ngực, ép xuống sàn, lắc nhẹ qua bên phải, qua bên trái, mềm thắt lưng ra. Từ đây, mình chống hai chân xuống sàn, hai bàn chân đạp xuống sàn. Lùi người về phía sau chút xíu để nằm lên thảm, mình chút xíu nữa. Rồi, hai chân đạp chắc xuống sàn, hai tay xuôi theo thân. Từ vị trí này, mình sẽ đặt dây vào ngay cổ chân và hai tay nắm lấy dây tập. Mình sẽ lên động tác cây cầu bằng việc là kéo chặt chân vào trong và nâng hông lên. Đúng rồi, nâng cao lên nữa. Từ từ kéo tay vào sâu hơn, tay đi vào gần hơn. Đúng rồi, và nâng lồng ngực lên, nâng cao hết lồng ngực lên, rướn hông nhiều lên, giữ ở đây, cố gắng hít thở, hít thở, đẩy hông cao và giữ chặt ở đây một vài nhịp nữa. Hít bằng mũi rồi thở dài ra, rướn cao lưng lên, mở hết lồng ngực lên, hít sâu, thở dài ra, giữ lại nhịp cuối cùng. Hít vào, nâng cao lồng ngực, rướn hết phần lưng lên, mở cao người lên, rồi từ từ thở ra, gỡ tay ra trước, gỡ tay ra trước, gỡ tay ra và hạ từng đốt sống xuống sàn. Hạ thật chậm từng đốt sống, ôm đầu gối vào lồng ngực, lắc nhẹ qua bên phải, qua trái, lắc nhẹ lưng qua hai bên. Và mình lặp lại một lần nữa cho động tác cây cầu có sự hỗ trợ của dây. Hai chân chống xuống sàn, hai chân hai bàn chân đạp rộng, mở rộng ra bằng hông. Nguyên bàn chân đạp chắc dưới sàn, hai tay úp xuôi theo thân. Từ vị trí này, tuồn dây qua cổ chân và dùng hai tay nắm lấy dây.
nắm chặt lấy dây, giữ cố định và cố gắng chĩa đầu gối về phía trước. Hai bạn nâng hông lên, nâng từ từ hông cao lên, rướn hết sức lên, cố gắng giữ cả cằm và đầu, đúng rồi, thẳng hàng. Nâng lồng ngực lên nữa, hít vào rướn lồng ngực lên, rướn cao lồng ngực, mở hông lên, tốt, nắm chặt dây vào, đẩy lên, nhắm mắt lại, giữ ở đây một vài nhịp, hít, rồi thở dài ra, nhịp thở sâu. Nhịp hít thở cuối cùng, hít vào, nắm chặt tay, đẩy hông cao, rướn người lên. Rồi từ từ thở ra, gỡ tay ra trước, hạ lồng ngực xuống, hạ từng nốt xuống, mềm xuống và ôm đầu gối sát vào lồng ngực. Lắc lư nhẹ người qua hai bên, lắc mềm qua phải, qua trái, mềm người ra, đổ hết hai đầu gối về bên phải. Và xoắn khuôn mặt, mở vai về bên trái, đổ rớt xuống sàn luôn. Đổ hai đầu gối rớt xuống sàn, xoắn vai và xoắn khuôn mặt về bên trái. Đây, xoay mặt về bên này luôn, xoay mặt về bên trái, đúng rồi. Tay đặt lên trên đầu gối, ép xuống sàn, vai và lồng ngực mở qua bên này. Giữ. Nhắm mắt và hít thở đều. Và đổi bên, vươn hai đầu gối về giữa thảm, đổ hết về bên kia, xoay mặt và mở vai về bên còn lại. Rồi quay về giữa thảm trở lại, dài hai chân, xuôi hai tay theo người, nằm dài người ra. Mình sẽ hít, tập hít thở bằng bụng trong tư thế nằm ngửa. Ở động tác này, đặt tay phải lên bụng, cảm nhận bụng và phồng lên và xuống trong mỗi nhịp hít vào phình lên, thở ra hóp, bụng xẹp xuống, đúng rồi. Dùng ý thức để kiểm soát bụng phập phồng lên xuống và giữ hơi thở dài ra, nhịp thở sâu, hơi thở thật dài, hít chậm và thở chậm ra. Một nhịp thở bụng cuối cùng, hít vào, phình bụng lên, rồi thở hóp, bụng đẩy sạch sẽ khí hết ra ngoài. Và mở tay ra, xuôi hai tay theo thân, lòng bàn tay ngửa, mềm người lắc lư lại toàn thân, tìm vị trí nào mà mình thả lỏng nhất. Vai mềm, cánh tay mềm, hông mềm, gót chân mềm, toàn bộ người mềm và nằm thả lỏng xuống dưới sàn. Ý thức được thả lỏng ra cùng với toàn thân luôn.
Mọi người hãy giữ tư thế thả lỏng này trong vòng 3 phút, 5 phút hoặc là 10 phút. Cảm ơn mọi người đã tập cùng blog Yogi Travel VN và chuỗi bài tập yoga dành cho người lớn tuổi. Hẹn gặp mọi người vào bài tập lần sau. Nhớ bấm nút đăng ký và bấm nút chuông ở bên dưới để chờ bài tập tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người.